Tuyến đường biển Phạm Văn Đồng được coi là tuyến đường biển đẹp nhất Nha Trang. Ngoài phong cảnh rất hữu tình hùng vĩ giữa trời và biển, trên tuyến đường này còn có một thác nước rất ngoạn mục. Nhưng điều đặc biệt là thác nước này chỉ xuất hiện sau những cơn mưa lớn kéo dài. Thác nước được hình thành trên dải vách núi đá gần như thẳng đứng, nơi các dòng chảy từ trên đỉnh ngọn núi nơi đây tuôn xuống thoát ra biển, tạo thành một thác nước chẳng khác nào như trên vùng cao nguyên, thu hút người dân và du khách dừng xe chụp ảnh. Thế nhưng hình ảnh đẹp như thế này chỉ kéo dài trong vài ngày, vì khi dòng chảy cạn nước, thác nước sẽ biến mất và nơi đây chỉ còn là một dải vách núi đá khô cằn như thường thấy. Tuy xuất hiện trong thời gian ngắn, nhưng thác nước ngoạn mục này cũng đã tô thêm nét chấm phá mới trong bức tranh du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nhất là của thành phố biển Nha Trang. Trước đó, triều cường bất ngờ dâng cao vượt ngưỡng đê bao tràn vào khu vực trồng bưởi Năm Roi đã khiến cho hơn 50 hộ dân trồng bưởi bị ảnh hưởng nặng nề. Hàng chục ngàn mét vuông vườn cây của nông dân bị ngập nước, úng gốc và bắt đầu chết dần. Tính đến thời điểm này, có đến hơn 80% vườn bưởi bị rụng lá, cây dần khô, trái đã rụng tràn các mương nước. Anh Đặng Trung Chánh, 39 tuổi, cho biết trong đợt triều cường vừa qua, 10 công, một công bằng 1.000 mét vuông trồng bưởi Năm Roi của gia đình bị ngập úng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Sau vụ việc, chính quyền và nhân dân đã khẩn cấp cùng nhau ra sức lặn hợp dưới lòng sông để lấy đất gia cố, nâng cấp tuyến đê bao nhằm ổn định tình hình. Dự báo đợt triều cường giữa tháng 9 âm lịch sẽ lại lên cao. Để tránh những thiệt hại như vừa qua, bà con nơi đây đang thuê sáng cạp để lấy đất từ lòng sông tiếp tục đắp ven đoạn đê bao để phòng ngừa. Thưa quý vị, sau đợt tăng kỷ lục vừa qua khiến cho nhiều mặt hàng cũng như những nhu yếu phẩm khác cũng đồng loạt tăng giá, thì hôm nay giá xăng dầu lại bất ngờ quay đầu giảm nhẹ. Thông tin được đưa ra sau kỳ điều chỉnh giá vừa được công bố vào chiều ngày hôm nay, ngày 22 tháng 10. Như vậy là tính từ đầu năm đến nay, trải qua 10 tháng, giá xăng trong nước đã được điều chỉnh tới 19 lần thưa quý vị. Việc thay đổi liên tục và biến đổi khó lường đã tác động không nhỏ đến cuộc sống cũng như việc sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Ngay sau đây, chúng tôi xin mời bà con cùng một lần nữa nhìn lại những biến động giá về giá xăng trong suốt gần 100 qua. Tính đến trước kỳ điều chỉnh giá hôm nay, thì trong suốt gần 10 tháng qua, giá xăng đã có 19 lần điều chỉnh, bao gồm 6 lần tăng, 2 lần giảm và 11 lần giữ nguyên. Lần tăng nhiều nhất đối với xăng E5 là 675 đồng, xăng RON 95 là 577 đồng. Lần giảm nhiều nhất đối với xăng E5 là 332 đồng, xăng RON 95 là 400 đồng. Trải qua các kỳ điều chỉnh giá vào những ngày 4 tháng 1, 3 tháng 2, 8 tháng 3, 7 tháng 4, 8 tháng 5, 7 tháng 6, 7 tháng 7, 7 tháng 8, 6 tháng 9 và 6 tháng 10, thì tổng cộng giá xăng E5 được ghi nhận đã tăng lên 2.663.000 đồng, xăng RON 95 tăng thêm 1.767.000 đồng. Hiện tại xăng E5 có giá 20.682 đồng, tức giảm xuống 224 đồng mỗi lít. Xăng RON 95 hiện có giá 22.203 đồng, tức đã giảm xuống 144 đồng mỗi lít. Có lẽ thông tin này sẽ khiến nhiều người phần nào cảm thấy nhẹ nhõm bởi đã giảm bớt gánh nặng về chi phí hàng ngày trong việc đổ xăng phục vụ việc đi lại, sản xuất và kinh doanh. Quý vị thân mến, nhiều người cho rằng đi xe đạp khi tham gia giao thông sẽ an toàn hơn các phương tiện khác, nhưng chưa hẳn là vậy đâu. Vào chiều qua ngày 21 tháng 10, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn của thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đạp của một người đàn ông bán cà rem, hậu quả khiến cho cả hai người phải nhập viện. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 16 giờ ngày 21 tháng 10, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi điều khiển xe đạp chở thùng cà rem phía sau đang lưu thông sát lề đường trên quốc lộ 1A hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi xe đang đi đến đoạn ấp Me, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bị xe máy mang biển kiểm soát 63K40524 do một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi điều khiển đang lưu thông từ phía sau chờ tới va chạm vào. Cú tông mạnh khiến người đàn ông bán cà rem cùng chiếc xe đạp bay vào bên trong đường. Riêng người điều khiển xe máy cùng phương tiện té ngã xuống đường và bị gãy chân bên trái. Sau tai nạn, hai nạn nhân được một người dân tốt bụng điều khiển xe ba gác máy đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông công an huyện Châu Thành kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tra xử lý theo quy định. Cũng liên quan đến tai nạn giao thông, vào khoảng 16 giờ chiều qua ngày 21 tháng 10, trên quốc lộ 91 thuộc khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy khiến cho một người bị thương nặng. Sau đây là ghi nhận tại hiện trường.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe ô tô mang biển kiểm soát 64A05169 do ông Hồ Văn Sinh, sinh năm 1963, trú tại xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, điều khiển lưu thông trên quốc lộ 91 theo hướng Long Xuyên đi Châu Đốc. Khi đến đoạn thuộc khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 67H2-5767 do ông Nguyễn Quang Đức, sinh năm 1962, trú tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến ông Đức bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Thưa quý vị, đã uống rượu bia thì không lái xe. Đây là câu nói mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được như vậy. Vâng, tai nạn giao thông đã là thảm khốc, thì tai nạn giao thông do rượu bia mang đến còn có những hậu quả và nỗi đau kinh hoàng hơn. Cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà anh Khôi Nguyên chia sẻ. Thưa tất cả quý vị, một vụ việc tương tự vừa xảy ra vào lúc 23 giờ 30 phút khuya qua, ngày 21 tháng 10. Một chiếc ô tô hiệu BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ mất lái và tông liên hoàn vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở phía trước. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến ít nhất một người chết tại chỗ, 5 người khác bị thương và đây là nữ tài xế điều khiển chiếc xe điên trên. Không làm chủ được bản thân, khắp người đầy mùi men rượu để rồi kết quả là đã gây ra vụ tai nạn kinh hoàng thưa quý vị. Sáng ngày 22 tháng 10, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đang làm việc với nữ tài xế tên Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1972, ngụ quận 12, vì có liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người thương vong xảy ra tại ngã tư Hàng Xanh, phường 21, quận Bình Thạnh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút tối ngày 21 tháng 10, một chiếc xe ô tô hiệu BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận 1 về cầu Sài Gòn, quận 2. Khi đến ngã tư Hàng Xanh thì bất ngờ tông thẳng vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Chưa dừng lại, phương tiện còn đâm bẹp dúm bên hông xe taxi đang băng qua đường. Cú tông liên hoàn khiến một người tử vong tại hiện trường, 5 người khác bị thương, nhiều phương tiện giao thông biến dạng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh có mặt xử lý hiện trường. Được biết, người phụ nữ trung niên này là chủ một nhà hàng tại quận 3 và vừa tham gia vào một buổi tiệc rượu dẫn đến mất tự chủ và lái xe với tốc độ cao trước khi gây ra sự việc thương tâm. Người này sau đó được đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra xử lý. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, thời gian gần đây tại địa bàn của thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản hết sức táo tợn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự ở địa phương và hoang mang, lo lắng cho bà con nhân dân. Trước tình hình trên, cơ quan công an địa phương đã tập trung lực lượng điều tra và truy bắt được hai đối tượng. Đáng nói cả hai đều có tiền án về tội giết người và cướp giật tài sản, nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, gây ra hàng loạt vụ cướp giật hết sức liều lĩnh và manh động trên đường phố. Trước đó, vào khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 3 tháng 9, Dương Thanh Học điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 59D1-69655 chở Trần Thanh Hùng đi quanh các tuyến đường ở thị xã Ngã Bảy tìm người có đeo dây chuyền để giật. Khi cả hai đi đến quốc lộ 1A, đoạn thuộc khu vực 3, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, thì phát hiện một phụ nữ đi xe đạp trên cổ có đeo dây chuyền vàng. Lập tức, Học tăng ga áp sát để Hùng giật đứt sợi dây chuyền có trọng lượng khoảng 3 chỉ vàng 18K của nạn nhân rồi đem bán lấy tiền chia nhau ăn xài. Nhận được tin báo, qua điều tra, công an thị xã Ngã Bảy đã bắt được Học và Hùng cùng phương tiện gây án. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 8 năm 2018 đến khi bị bắt, chúng đã gây ra 9 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp. Trước đó, Dương Thanh Học từng có 2 tiền án về tội giết người và trộm cắp tài sản. Trần Thanh Hùng, 25 tuổi, cũng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản. Cả hai đều mới ra tù không lâu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Thưa quý vị, chỉ vì bực tức do bị cho thôi việc, một gã đàn ông đã tìm đến cửa hàng gạo để trả thù. Sau nhiều cú đâm liên tiếp thì nạn nhân là chủ tiệm đã gục tại chỗ và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sự việc gây náo loạn cả một khu phố vào sáng nay, ngày 22 tháng 10 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, do bị bà chủ cho thôi việc giao gạo tại cửa hàng, đối tượng Ngô Xuân Hùng, 34 tuổi đã mang dao đến để nói chuyện phải quấy. Tuy nhiên, sự việc lên đến đỉnh điểm khi tên này bất ngờ đâm nạn nhân nhiều nhát. Nghe tiếng la thất thanh của nạn nhân, nhiều người dân chạy lại vây bắt. Thấy vậy, đối tượng tiếp tục kề dao vào cổ uy hiếp một phụ nữ khác. Sự việc gây náo loạn cả một đoạn đường, thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ. Sau nhiều phút thuyết phục và vây bắt, hung thủ tháo chạy nhưng bị người dân cùng cảnh sát 113 khống chế. Nạn nhân được xác định là bà Đặng Thị Hoa, 40 tuổi, là chủ tiệm gạo, chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Thưa bà con, gia vị là thứ không thể thiếu trong mọi món ăn, mỗi bữa ăn của chúng ta. Cũng chính vì vậy mà thị trường sản xuất và kinh doanh các loại gia vị luôn rất sôi nổi với nhiều thương hiệu sản phẩm khác nhau.
Nhu cầu lớn, thị trường đa dạng, đây chính là điều kiện lý tưởng để các sản phẩm giả nhái trà trộn vào, gây hại cho người tiêu dùng và thu lợi bất chính. Đây là xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Sky Foods, số 181/12 Nguyễn Trường Tộ, phường Airtime, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, cơ quan công an phát hiện các loại nước chấm, tương ớt và gia vị được sản xuất không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khu vực chế biến thực phẩm nằm ngay gần khu nhà vệ sinh, không có hệ thống xử lý nước thải và thải trực tiếp ra môi trường. Bên cạnh đó, tổ công tác còn phát hiện tại cơ sở này còn sử dụng chất phụ gia tạo màu đã hết hạn sử dụng. Hiện tại là những nguồn sản phẩm của mình là chủ yếu là sản phẩm nguyên liệu từ ớt, hành, tỏi, xả là mình lấy từ các chợ đầu mối và từ Đà Lạt về. Đó, là ớt tươi để mình phải sản xuất ra và chế biến và đi bỏ cho tất cả các chợ. Thời điểm kiểm tra thì trong khuôn viên của cơ sản xuất thì có một số khu vực. Sau cùng đó là khu vực mà chúng ta đang đứng ở đây là khi khu vực mà cơ sở sử dụng để mà sản xuất cái ớt và tiến hành bỏ ớt vào và xay sử dụng cái máy phía sau này. Đóng vào các cái bình, cái can nhựa loại 200 lít. Kiểm tra thực tế thì cái cơ sở sản xuất trong quá trình sản xuất chế biến các nguyên vật liệu thì việc xử lý nước thải được thải trực tiếp ra môi trường. Cái cơ sở không có một bất cứ một cái hệ thống xử lý nước thải nào. Hiện cơ quan công an đã niêm phong 17 thùng loại 200 lít và 17 thùng loại 20 lít sản phẩm ớt xay và một số chai phụ gia tạo màu công nghiệp đã hết hạn sử dụng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý những vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Sky Foods. Thưa bà con, ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhiều người thường nghĩ đến việc nghỉ ngơi vui quần bên con cháu sau những năm tháng mưu sinh vất vả. Thế nhưng, một lão nông ở Đồng Tháp lại không nghĩ như vậy. Cụ thể thì thưa quý vị, khi đến với xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, khi hỏi đến ông Năm làm cầu đường từ thiện, hầu như bà con ở đây ai cũng biết. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Phan Văn Năm vẫn hàng ngày đi phụ rải đá đường, bắt từng nhịp cầu từ thiện cho bà con đi lại. Không chỉ nối đôi bờ vui, mà ông còn là người tiên phong đi đầu để nối những nhịp cầu nhân ái, giúp đỡ cho nhiều mảnh đời khó khăn trong và ngoài địa phương.